Ở đây có ai đã được lái xe máy bao giờ chưa? Chắc chắn là chưa rồi. Các bạn chỉ được đi xe đạp, cùng lắm là đi xe đạp điện. Phải đủ trên 18 tuổi thì mới được lái xe máy nha. Nhưng mà kiểu gì các bạn chả biết, Ninja Led chuyên lái xe Led phá hoại đường phố. Nhưng mà không phải là thằng đang nói xấu nhà bạn nào mà đang có xe Led đâu nha. Thằng chỉ đang nói mấy cái cô với mấy cái chị có xe Led mà hay đi ra ngoài đường bốc đầu lạng lách đánh võng. Cho ai mới đi kiểu bình thường thì không liên quan. Jin. Một ngày đẹp trời, các bạn đang trên đường đi học về nhà, kìa, nhìn thấy một cô đang lái xe Led. Ui, cô ấy đang xin nhanh sang bên trái. Các bạn nghĩ cô ấy sẽ rẽ sang bên trái ư? Không, cô ấy rẽ sang bên phải. Các cô, các chị ấy sẽ đi quả xe Honda Led và mặc bộ quần áo kín mít từ đầu xuống dưới chân, đeo găng tay, đeo kính râm, không ở một chỗ nào cả. Như vậy nên là người ta đã đặt cho biệt danh Ninja Led. Và bây giờ thằng sẽ thử hóa thân thành Ninja Led để xem là một ngày của Ninja Led ra ngoài đường sẽ như thế nào nha. Ui nha, mà cái tựa game này y hệt như là đang ở Việt Nam luôn. Chưa cả bắt đầu chơi mà đã thấy cái tiệm phở ở bên cạnh chị Ninja đang đỗ đèn đỏ này rồi. Mà Ninja mà cũng đỗ đèn đỏ á. Được cái này, cái chị Ninja này càng ra ngoài đường nhiều thì lại kiếm được càng nhiều tiền. Nhiều tiền nhưng mà lại đi đôi là nguy hiểm. Và bây giờ cuộc đua của chúng ta bắt đầu. Mình đang đi kiếm đồng xu mà cứ chung phải là... Cái gì đấy ông nội ơi? Cái này không phải tại chị Ninja Led đâu nha, mà là tại cái ông lái xe bít kìa. Người ta đang đi bình thường nhưng lái xe ngược chiều đâm người ta, báo công an bắt cho vô tù luôn. Thằng nghĩ là cái game này không phải là bảo chị Ninja Led là đi xe ngược ngầu ngu đâu, mà là bảo mấy cái... Đấy. Hết mấy cái ô tô con rồi đến mấy cái quả xe bít kia, nó đi xe cực kỳ nghĩa là ngầu ngu. Ui dồi ôi. Trời ơi, đỗ xe kiểu gì? Một ông đỗ bên này rồi một ông này đỗ bên này rồi có một ông đi kiên ngực chiều đó thì tôi biết tránh ra chỗ nào chứ, tôi đào xuống đất mà tôi đi chứ. Thế là mình đã đánh giá nhầm mấy chị Ninja Led rồi. Đi ẩu hay không phải là do một người mà là do rất là nhiều người luôn. Uầy, chỗ này lại còn có ba chị đi xe quay gì dàn hàng ba luôn, cứ bíp còi vang hết cả đầu. Tránh ra cho tôi đi, cái quả ô tô này sẽ đi ngực chiều này. Ui, treo cả lá cờ luôn. Có cái gì đó kia. Ui dồi ôi, thì ra là có người tông từ đằng sau. Ui dồi ôi, bây giờ kẹp vào bánh xe kia dễ đạch đạch luôn. Quá là cay đấy, một con đường rất là nguy hiểm luôn. Tránh ra. Tôi được. Con lạy cụ, không biết cụ đi xe gì mà cụ lại lao vào con thế kia. Không biết là đi xe gì, thằng chỉ biết là cái biển sẽ là 749.53. Uầy, anh chị ơi, chị về thay ngay cái biển số cho chị đi. Cái quả biển số này ra ngoài đường là gây nguy hiểm cho rất là nhiều người, đặc biệt là em Linza. Cầu mong là lần này đừng có ai. Ui dồi ôi, tránh cái xe đằng sau thì lại đâm vào cái thằng ô tô lái xe buýt đằng trước. Ô tô thì to, không đi đi lại cứ đỗ ở đó. Uầy, mà chơi từ nãy đến giờ đang chưa được đi được tới cuối cái đường vẫn nào đâu. Nếu mà không vượt qua được cái con đường này, thằng nghĩ là thằng sẽ mua máy bay trực thăng. Ui dồi ôi, cái gì vậy trời? Mấy cái thằng xanh con kia nó đi ẩu thế nhờ. Cẩn thận. Đi trên cái con đường này, nào phải tập trung, không là bọn nó cứ đâm mình. Ui dồi ôi, ông nào lại đi ngược chiều đâm vào tôi thế? May mà tôi lấy được. Ui, có cả lá cờ treo ở vành đường luôn kìa. Đi ngược chiều lại còn đi ở giữa đường luôn, thế thì kinh dị rồi. Tránh ra. Gì mà tắc đường. Ba cái chị này dàn hàng ra đấy làm cái gì thì em biết cái gì? À, tháng như Lâm Văn Trâm này à, tự giác là tiền nó sẽ hút về túi của mình. Uầy, đông thế. Uầy, thằng bực mình thực sự luôn. Ở bên dưới này dàn hàng hai, xong bên trên cũng dàn hàng hai này, hai bên có hai ô tô đó nữa thì tôi biết đi kiểu gì. Lệ hồn. Không biết đặc biệt danh cho mấy cái chị đi ẩu ghét là gì nhở? Mình là Ninja Led, mình đi giải cứu thế giới. Còn mấy cái chị này chỉ đi phá hoại cái con đường của Việt Nam mà thôi. Ui, cố tình đâm vào thắng nha, các bạn để ý chưa? Chứ không phải là không may chị ấy đâm vào đâu. Ui, cái ô tô này đi ngược chiều, một quả xe buýt màu đỏ màu vàng kia cũng định đâm vào thắng kìa. Ui dồi ôi, quả cấm đáy bãi luôn. Đấy. Chị ơi, lại còn ghi cái biển cấm đầy bệnh để làm phân tâm của thằng nữa thì nó đâm người ta luôn. Mà cái game này có cái quái gì khó đâu nhờ, từ nãy đến giờ vẫn chưa qua được luôn. Ok, tập trung.
có một đại ca đi xe máy, rồi ôi nó còn đánh võng luôn kìa, làm tao không biết. Ê ui, chèn thắng vào góc kìa, ui 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 ui, đang đi sang làn này không xi nhan, chịu luôn các cụ. Ui rồi ôi, thằng danh con kia, nó sang làn nó không xi nhan kìa, sang bất ngờ lên thì bố thanh cũng không tránh được nhá. Ủa các bạn ơi, thắng đi được một nửa chặng đường rồi kìa, nhưng mà bỏ qua nhiều tiền quá. Bên này có tiền kìa, 400, ui sắp lên 500 triệu rồi. Ui 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 ui, đừng đừng đừng, thắng ăn cái lá chắn giáp. Ui rồi bây giờ tốc độ lên, chí chưa ngã chưa. Ui rồi ôi, ui ui ờ. What, mình có bị làm sao đâu, mình qua màn mà. Nhưng mà mấy thằng xanh con kia nó đâm vào chiếc lỗ lốp xe của thắng rồi sao ấy. Nhưng mà không sao, thằng kiếm được 765 triệu tiền luôn. Nhưng mà khoan đã, cái game này người ta cho chúng ta tiền để làm cái gì? Mua xe máy mới ư? Hay là mua bộ quần áo mới? Mua quả kinh mới? Mua cái gì mới thì vào cửa hàng mới biết được. Cửa hàng đâu nhở? Ra khỏi game này, bầu à, nâng cấp mà hút tiền kìa, nâng cấp giáp được kìa. Uầy, khoan, người ta còn chưa cả làm xong mấy cái chức năng nâng cấp này thì tiền ở trong game này để làm cái gì? Thằng nghĩa là người ta phải làm ra một shop bán quần áo, bán kính, bán mũ và đặc biệt quan trọng là bán xe để chị ấy được đổi biệt danh. Ví dụ là chị ấy sẽ mua xe Vision thì gọi là Linza Vision. What? Bán luôn cho chị ấy cái quả xe chở sắt 3 bánh. Chị ấy sẽ có tên là Linza Chebaka. Lần này thằng sẽ cố gắng nha để chơi cái game này đi được cái con đường dài nhất luôn. Uầy 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 uầy, các bạn nhìn hộ gai, thế bây giờ kẹp nhiệt thì đi chỗ nào? Ui ôi, đọc đi một con đường ngắn ngắn con mà được tận 118 triệu. Nhìn nè nhìn nè, thằng sẽ nâng cao cái sự tập trung để phát đảo kết quả game này, nhưng mà có những cái gì sai sót không may nó xảy ra thì vẫn phải gặp thôi. Ná cờ ăn tiền bên này. Ui xô, ô tô đâm vào tôi á, tôi tránh được ra ngay. Xe của tôi bây giờ là lắp phanh ABS rồi nên là cực kỳ là ăn luôn nha. Uầy, nhưng mà đừng có ép tôi vào. Ui rồi ôi, tí là vỡ mồm luôn. Kiểu như là ám sát mình ấy. Có một cái giáp ấy, có một cái giáp kìa. Bây giờ đâm thoải mái tẹt ga không bị làm sao nha. Hết giáp rồi là phải cẩn thận. Uầy, thôi xong, đến cái chỗ đông này rồi. Đứng, yeah, qua được cái chỗ khó nhất luôn kìa. Oh my god. Ui giời ơi, chị Linza kia đi ngược chiều. Yeah, 500 có 500. Ui giời ơi, sợ rằng là đến cái vạch vàng rồi mà người ta lại không tăng tốc độ cho thắng lên 1000 km/h đi, để xuyên qua tất cả đi. Thôi, lần này cố gắng nào, hoàn thành được chặng đường dài nhất nha. Không cần kiếm được nhiều tiền, bởi vì kiếm tiền ở trong cái game này cũng chả làm cái gì cả, bằng xếp hạng cũng chả làm cái gì cả. Cứ đi được cái con đường xa nhất là thành người top 1 luôn. Có thằng đằng sau là ám sát kìa, tránh ra. Uầy, lên cái mức độ khó rồi, lúc ám sát mình rồi, đi sang bên này. Rồi, sang bên này nữa. Ui, nó cố tình định va vào mình luôn kìa. Ui, mấy cái chị này dẹp dạ. Ui, may quá, cái xe của tôi nó không bị làm sao, ăn được cái lâm châm kìa. Cố lên. Cố lên. Ui giời ơi, được rồi. Thanh con đường chuyển sang màu vàng rồi, chuẩn bị được tăng tốc độ. Uầy, thằng danh con này. Thằng danh con kia, cút đi. Cút đi, đâm vào ô tô chưa? Đâm xe buýt của người ta chưa? Đèn đi. Đấy. Chả được tăng tốc độ gì, rõ ràng là đến cái vạch vàng rồi. Có giáp. Ok luôn, đâm tất cả mọi thứ luôn. Đại ca có giáp nha. Uầy. Ui rồi, may quá không sao. Khoan, sao cứ vạch vàng mãi như này nhở? Thằng không được tăng tốc độ à? Ui, bây giờ mới được tăng tốc độ nè. Gì mà lâu vậy trời? Sao, có 500. Ui, con đường dài nhất luôn. Wow, có cái gì bốc đầu kia các bạn ơi. Wow, ui rồi ôi, bây giờ đi cả chân không luôn, cực kỳ là đẳng văn cấp nha. Uầy. Ui, tránh ra. Ây giời ơi. Wow, xa
hàng lượt con đường thứ hai rồi. Và bây giờ tốc độ của Thắng hình như lên 100 km/h hay sao ấy. Chạy nhanh thế này tránh làm sao mà kịp. Anh chị ui dồi ôi anh chị ơi đi chậm thôi. Ui dồi ôi, hết người này đâm đâm vào Thắng rồi, đến người kia ám sát Thắng từ từ đằng sau luôn. Tránh. Yeah. Ê, đâm trượt Thắng chưa? Đâm trượt vào ô tô của người ta chưa? Ui dồi ôi các bạn ơi. Bây giờ là Thắng chỉ cần giáp thôi. Ui, đi nhanh quá tránh còn không cả kịp luôn. Chuẩn bị hoàn thành cái con đường ở lượt thứ hai nè. And không có xe đằng sau sát. Lần này sẽ là tốc độ tăng lên gấp 3 nha. Có giáp rồi yên tâm hẳn. Nhưng mà giáp thời gian hơi là bị ít đấy nha. Cho mình giáp Thắng 1 phút để mình đâm hết người ta đi. Rồi xong. Chuẩn bị ám sát mình kìa. Ám sát mình trượt ngay. Bây giờ anh ấy phải thuộc dạng đi đường đua F1 rồi. Đấy. Uái. Ám sát liên tục luôn. Úi dồi ôi. Hết xe này rồi sau đó là đến xe kia. Úi dồi ôi may quá. Nhanh quá các bạn ơi. Nhìn kìa. Bây giờ ơi. Bây giờ ôi tránh không nhanh là vỡ mồm luôn đó. Không sao. Ôi trời ơi, Thắng sắp hoàn thành cái con đường ở lượt thứ ba rồi. Ui dồi ôi. Thế là xong phanh ở đây rồi.